Đại học Luật Hà Nội, ông Thích Chân Quang có đơn xin rút ngắn thời gian đào tạo. Cựu giám đốc công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca hầu tòa phúc thẩm. Doanh nhân 2 lần bị bắt oan được bồi thường gần 3 tỷ đồng. Truy tìm nghi phạm vụ sát hại 2 mẹ con ở thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube chính thức của báo điện tử VTC News. Chúng tôi luôn cập nhật những vấn đề nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Sau đây là nội dung chi tiết. Chiều 25 tháng 6, Trường Đại học Luật Hà Nội phát đi thông báo liên quan việc ông Thích Chân Quang hoàn thành chương trình đào tạo và nhận bằng tiến sĩ chỉ trong 2 năm, gây xôn xao dư luận những ngày qua. Theo đó, ông Thích Chân Quang sinh năm 1959, tốt nghiệp cử nhân ngành tiếng Anh năm 2001 tại Trường Đại học Ngoại ngữ, nay là Trường Đại học Hà Nội. Năm 2017, ông Thích Chân Quang trúng tuyển văn bằng 2 khóa 1 trình độ Đại học Luật. Hình thức vừa làm vừa học, tức hệ tại chức của Trường Đại học Luật Hà Nội, mở tại trường Cao đẳng Bách Việt thành phố Hồ Chí Minh. Tháng 1 năm 2019, ông được công nhận tốt nghiệp và được cấp bằng cử nhân tại chức, xếp loại giỏi. Ngày 26 tháng 11 năm 2019, ông Thích Chân Quang tiếp tục trúng tuyển nghiên cứu sinh khóa 25B, niên khóa 2019-2023 và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ cấp trường vào tháng 12 năm 2021, chuyên ngành luật hiến pháp hành chính. Lý giải việc ông Quang tốt nghiệp cử nhân, sau đó học thẳng lên tiến sĩ, Trường Đại học Luật Hà Nội dẫn lại một số quy định của Luật Giáo dục Đại học, khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ. Trong đó trường nhấn mạnh đến quy định cử nhân luật hệ chính quy loại giỏi trở lên do các trường đại học trong nước công nhận đủ điều kiện học thẳng lên tiến sĩ. Trường Đại học Luật Hà Nội khẳng định ông Thích Chân Quang đủ điều kiện dự tuyển chương trình đào tạo tiến sĩ. Ngoài bằng tốt nghiệp cử nhân loại giỏi, trường này cũng liệt kê thêm ông Thích Chân Quang là tác giả một báo cáo khoa học quốc tế năm 2017 có năng lực ngoại ngữ. Về quá trình đào tạo, Trường Đại học Luật Hà Nội cho hay từ tháng 12 năm 2019 đến tháng 6 năm 2021, nghiên cứu sinh Thích Chân Quang hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ và 7 học phần của chương trình tiến sĩ. Nghiên cứu sinh này cũng hoàn thành các học phần bổ sung, các học phần ở trình độ tiến sĩ, công bố 2 báo cáo quốc tế, được tập thể hoặc người hướng dẫn nghiên cứu sinh đồng ý cho đăng ký đánh giá luận án ở đơn vị chuyên môn. Trường này cũng làm rõ thêm, tháng 6 năm 2021, nghiên cứu sinh Thích Chân Quang đã hoàn thành góp ý luận án cấp bộ môn và bảo vệ cấp cơ sở sau đó 3 tháng. Ngày 3 tháng 10 năm 2021, nghiên cứu sinh đã có đơn xin rút ngắn thời gian đào tạo. Sau đó 2 tháng, ông được công nhận bảo vệ thành công luận án cấp trường. Như vậy, tổng thời gian đào tạo của ông Thích Chân Quang tính từ khi được công nhận nghiên cứu sinh tháng 12 năm 2019 đến khi có quyết định công nhận học vị và cấp bằng tiến sĩ vào tháng 3 năm 2022 là 2 năm 3 tháng, đáp ứng và tuân thủ quy chế đào tạo tiến sĩ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và trường. Chiều 25 tháng 6, Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi công văn yêu cầu Trường Đại học Luật Hà Nội báo cáo về quá trình tuyển sinh, đào tạo, gồm cả việc nộp hồ sơ phản biện, bảo vệ luận án và có minh chứng kèm theo liên quan vụ nghiên cứu sinh Thích Chân Quang nhận bằng tiến sĩ chỉ trong 2 năm đang gây xôn xao dư luận. Bộ yêu cầu Đại học Luật Hà Nội báo cáo về vụ việc trong ngày 26 tháng 6. Thông tin ông Thích Chân Quang tốt nghiệp cử nhân luật hệ tại chức năm 2019, nhưng năm 2021 nhận bằng tiến sĩ luật tại Đại học Luật Hà Nội, khiến nhiều người đặt ra nghi vấn về chất lượng của luận án tiến sĩ. Phó giáo sư Nguyễn Tiến Trung, giảng viên một trường đại học ở thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ việc các cử nhân chính quy loại giỏi học thẳng lên tiến sĩ không hiếm. Điều này đã được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép và các trường thực hiện nhiều năm trở lại đây. Tuy nhiên, việc một cử nhân hệ vừa học vừa làm, hệ tại chức, học thẳng lên bậc tiến sĩ không nhiều, có thể coi là hiếm. Phó giáo sư Nguyễn Tiến Trung cho rằng, người học vừa làm đa số đã lớn tuổi hoặc chỉ nhu cầu có bằng đại học để đáp ứng chuẩn yêu cầu nghề nghiệp, không theo hướng nghiên cứu học thuật. Cũng theo ông Phó giáo sư Nguyễn Tiến Trung, quy chế đào tạo chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo nêu rõ, thời gian để hoàn thành bậc tiến sĩ tiêu chuẩn là 3 đến 4 năm. Chỉ nghiên cứu sinh nào đặc biệt xuất sắc được hiệu trưởng trường đại học phê duyệt mới có thể rút ngắn thời gian hoàn thành xuống tối đa 36 tháng, tức 3 năm. Trong khi đó, ông Thích Chân Quang lại chỉ cần 25 tháng, tức hơn 2 năm để hoàn thành. Vị chuyên gia phân tích 2 điểm bất thường trong trường hợp này. Thứ nhất, thời gian đào tạo và bảo vệ luận án tiến sĩ của ông Thích Chân Quang ngắn hơn rất nhiều so với quy định. Điều này cần xem xét lại quy chế của trường Đại học Luật Hà Nội trong đào tạo tiến sĩ và quy trình thẩm định kết quả học tập của nhà trường. Thứ hai, thông thường, một cử nhân loại giỏi học thẳng lên tiến sĩ sẽ phải học bổ sung từ 4 đến 8 môn, trung bình mỗi môn 2 đến 3 tín chỉ. Các nghiên cứu sinh sẽ cần tới gần 1 năm để hoàn thành hết số tín chỉ bổ sung theo quy định. Sau đó, các nghiên cứu sinh sẽ tự làm việc, tự học tập, bổ sung đầy đủ các kiến thức ở bậc tiến sĩ. Quãng thời gian này mất khoảng gần 2 năm. Như vậy, để hoàn thành các nội dung đào tạo tiến sĩ, nghiên cứu sinh cần tối thiểu 3 năm, tiếp đó mới bước vào giai đoạn nghiên cứu, thực hiện khảo sát, viết luận án. Phó giáo sư Trung phân tích, tôi chưa từng gặp nghiên cứu sinh nào học thẳng từ cử nhân lên mà hoàn thành chương trình tiến sĩ trong 2 năm. Trừ trường hợp nhà trường dồn toàn lực cho nghiên cứu sinh, dạy ngày dạy đêm, thậm chí tổ chức dạy cả cuối tuần mới chạy đủ các nội dung kiến thức bổ sung. Người học cũng phải siêu nhân lắm mới có thể tiếp thu và hoàn thành được chương trình với thời gian siêu ngắn. Một nữ giảng viên trường Đại học Kinh tế Quốc dân ngạc nhiên trước câu chuyện ông Thích Chân Quang hoàn thành bậc tiến sĩ chỉ trong 2 năm, vì thông thường ai nhanh nhất cũng phải hơn 4 năm, người nào 3 năm đã quá giỏi. Vị giảng viên này đánh giá việc hoàn thành chương trình học tiến sĩ chỉ trong 2 năm là điều không khả thi, cần xem xét đánh giá lại chất lượng luận án của ông Thích Chân Quang. Là giảng viên cao cấp, nguyên Phó trưởng khoa Pháp luật Hành chính Nhà nước, giáo sư Nguyễn Minh Đoàn được trường Đại học Luật Hà Nội giao nhiệm vụ hướng dẫn ông Thích Chân Quang thực hiện luận án tiến sĩ, đề tài, nghĩa vụ con người trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam. Giáo sư Nguyễn Minh Đoàn cho biết, luận văn của ông Thích Chân Quang tập trung giải quyết nội dung liên quan đến định chế quốc tế về quyền con người, nghĩa vụ nói chung của con người với nhà nước, với cộng đồng mới là nền tảng tiên quyết về quyền con người và nghĩa vụ phải được hoàn thành trước, sau đó công dân mới có cơ sở đòi hỏi quyền. Toàn bộ từ ý tưởng nghiên cứu đến nội dung đều do ông Thích Chân Quang đề xuất và thực hiện. Giáo sư Đoàn chỉ đóng vai trò là người hướng dẫn, đưa các ý tưởng vào khuôn mẫu luận án theo yêu cầu của trường Đại học Luật Hà Nội và Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo sư Nguyễn Minh Đoàn cho rằng đây là vấn đề nghiên cứu lớn và đột phá. Vị này nói, tôi từng hướng dẫn nhiều nghiên cứu sinh nhưng đây là trường hợp đặc biệt. Giáo sư Nguyễn Minh Đoàn phân tích rằng về tốc độ luận án, nghiên cứu sinh Thích Chân Quang thực hiện rất nhanh. Ông Đoàn đánh giá ông Thích Chân Quang là người có năng lực, đam mê nghiên cứu khoa học, chứ không phải làm vì nghĩa vụ làm cho có. Nguyên Phó trưởng khoa Pháp luật Hành chính Nhà nước cũng thông tin thêm, trong suốt quá trình học tập nghiên cứu luận án tiến sĩ, ông Thích Chân Quang hoàn thành đầy đủ các yêu cầu với một nghiên cứu sinh. Sáng 26 tháng 6, Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội đưa ra xét xử phúc thẩm vụ án liên quan cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca phạm tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, tại phiên tòa sơ thẩm diễn ra từ mùng 10 đến 12 tháng 4, bị cáo Đỗ Hữu Ca bị tuyên án 10 năm tù. Sau đó, ông Đỗ Hữu Ca làm đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. Trong đơn kháng cáo gửi tới Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh và Tòa án Nhân dân cấp cao tại Hà Nội, bị cáo Đỗ Hữu Ca cho rằng bản án sơ thẩm 10 năm tù với mình là quá nặng nề, khắc nghiệt. Trong đơn kháng cáo, bị cáo Đỗ Hữu Ca trình bày không có ý thức chiếm đoạt 35 tỷ đồng của vợ chồng Trương Xuân Đức, chủ công ty cổ phần Khánh Dung. Khi Trương Xuân Đức và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Anh mang tiền đến nhà, ông Ca nghĩ đó là tiền để mang đi khắc phục hậu quả hành vi mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước của Đức. Cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng cho rằng Nguyễn Thị Ngọc Anh đã hiểu nhầm lời tư vấn của mình, coi đó là tiền mang đi chạy tội. Ông Ca cũng tự nhận không làm công tác chuyên môn gần 20 năm, đã về hưu 5 năm, không cập nhật những quy định mới nên tư duy pháp luật lỗi thời, lạc hậu, không hiểu được sự chuyển hóa của tội phạm. Đến nay, bị cáo đã nhận thức được hành vi của mình là mặc nhiên chấp nhận ý chí chạy án của vợ chồng Đức dù không đồng ý, không có ý thức chiếm đoạt. Bị cáo Đỗ Hữu Ca đề nghị Tòa án Nhân dân cấp cao xem xét bối cảnh và ý thức chủ quan, bị cáo không vụ lợi, không hưởng quyền lợi gì, không gian dối, không mê hoặc, lôi kéo, dụ dỗ để vợ chồng Đức mang tiền đến nhà mình. Bị cáo mong được khoan hồng để có điều kiện về nhà chữa bệnh, giảm bớt gánh nặng cho gia đình và xã hội. Theo hồ sơ vụ án, từ năm 2014 đến năm 2021, Đức và Nguyễn Thị Ngọc Anh đã lập, quản lý điều hành 26 công ty để mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng. Tháng 10 năm 2022, biết tin Công an tỉnh Quảng Ninh điều tra về công ty, Đức bỏ trốn và dặn vợ đến gặp cựu Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Đỗ Hữu Ca, người có mối quan hệ thân thiết với Đức, để nhờ vả. Tại nhà ông Ca, Ngọc Anh nhờ cựu Giám đốc Công an Hải Phòng tìm hiểu tác động chạy án cho Đức, mọi chi phí sẽ chuẩn bị theo yêu cầu. Qua trao đổi, ông Ca biết doanh số bán hóa đơn VAT của công ty khoảng 200 tỷ đồng nên bảo Ngọc Anh phải chuẩn bị số tiền là 10% doanh thu cùng một số khoản tiêu cực phí khác để lo chạy tội. Bị cáo Đỗ Hữu Ca mặc dù không có khả năng giúp vợ chồng Đức thoát việc bị xử lý tội mua bán hóa đơn trái phép nhưng đã gian dối, hứa hẹn giúp được và nhận 35 tỷ đồng. Quá trình điều tra vụ án cũng như tại phiên tòa, các bị cáo đã khai nhận hành vi phạm tội, đồng ý với bản cáo trạng truy tố là đúng người, đúng tội, đúng pháp luật. Tại phiên tòa sơ thẩm, ngoài bị cáo Đỗ Hữu Ca bị hội đồng xét xử Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh tuyên 10 năm tù, thì bị cáo Trương Xuân Đức cũng lĩnh 2 năm tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và 7 năm tù về tội đưa hối lộ. Tổng hợp hình phạt Trương Xuân Đức là 9 năm tù. Nguyễn Thị Ngọc Anh bị tuyên 18 tháng tù về tội mua bán trái phép hóa đơn chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước và 3 năm tù về tội đưa hối lộ, tổng hình phạt 4 năm 6 tháng tù. Hội đồng xét xử tuyên bị cáo Nguyễn Đình Đương, cựu chi cục trưởng chi cục thuế huyện Cát Hải, Hải Phòng, 6 năm 6 tháng tù, Đỗ Thanh Hoài, cựu cán bộ thuế huyện Cát Hải, 4 năm 6 tháng tù với tội nhận hối lộ. Ngoài ra, hai bị cáo này bị cấm đảm nhiệm chức vụ trong thời hạn 3 năm sau khi chấp hành xong hình phạt tù. Ngày 25 tháng 6, ông Lâm Hồng Sơn, 68 tuổi, Việt kiều Mỹ, đến trụ sở Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An để nhận hai quyết định giải quyết bồi thường của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An và Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang. Theo các quyết định, ông Sơn được Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Long An bồi thường hơn 209 triệu đồng, còn Viện Kiểm sát Nhân dân An Giang bồi thường hơn 2,737 tỷ đồng. Đây là số tiền bồi thường về các thiệt hại tinh thần, thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất trong quá trình ông Sơn hai lần bị bắt oan và các chi phí khác. Trước đó, hôm 28 tháng 5, Viện Kiểm sát Nhân dân hai tỉnh An Giang và Long An tổ chức buổi minh oan, xin lỗi công khai, phục hồi danh dự cho ông Sơn, đồng thời thừa nhận việc gây oan sai cho ông Sơn là lỗi của các cơ quan và những người tham gia tố tụng. Theo hồ sơ, tháng 4 năm 1988, Ban Chỉ huy Cảnh sát An Giang ký hợp đồng với ông Lâm Hồng Sơn mở xí nghiệp chế biến thức ăn gia súc. Sau khi thành lập, ông Sơn được giao làm giám đốc xí nghiệp. Hơn một năm sau, lãnh đạo Công an An Giang tiếp tục dùng mặt bằng này liên doanh với đối tác Thái Lan, lập công ty Ancresto kinh doanh dịch vụ. Ông Sơn tiếp tục được bổ nhiệm làm giám đốc. Đến đầu năm 1990, khi ông Sơn đang thực hiện hợp đồng mua bán sắt và công ty kinh doanh tổng hợp huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, thì Công an tỉnh Long An thông báo ông Sơn không phải là người của công ty Ancresto. Đến mùng 10 tháng 1 năm 1990, ông Sơn bất ngờ bị Công an tỉnh Long An khởi tố, bắt tạm giam để điều tra về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Khi Công an tỉnh Long An đang thụ lý vụ án, thì Công an An Giang làm biên bản xin mượn bị can đối với ông Sơn 2 ngày để làm việc. Nhưng Công an tỉnh An Giang tạm giam ông luôn 3 tháng. Sau khi ông Sơn được bàn giao lại để tiếp tục điều tra, đến ngày 16 tháng 5 năm 1990, Công an tỉnh Long An đã ra quyết định trả tự do và đình chỉ điều tra bị can với ông Sơn do hành vi của ông không cấu thành tội phạm. Sau khi được Công an tỉnh Long An trả tự do, tháng 11 năm 1990, ông Sơn làm đơn kiện Công an tỉnh An Giang ra Tòa án Nhân dân tỉnh An Giang để đòi bồi thường và được tòa ra quyết định thụ lý vụ kiện. Đến ngày 15 tháng 12 năm 1990, ông Sơn đến tòa làm việc thì bị Công an tỉnh An Giang bắt tạm giam về cáo buộc lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Sau đó, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang chuyển sang truy tố ông về tội trốn thuế. Đến ngày 13 tháng 11 năm 1991, Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh An Giang ra quyết định trả tự do do các cơ quan tố tụng không đủ bằng chứng buộc tội ông và 6 ngày sau ra quyết định đình chỉ điều tra bị can. Suốt 33 năm qua, ông Sơn làm đơn cầu cứu nhiều nơi để kêu oan. Gần đây, lời kêu cứu đó mới được Viện Kiểm sát Nhân dân hai tỉnh An Giang và Long An chấp nhận và phối hợp tổ chức phục hồi danh dự cho ông Sơn. Chiều 25 tháng 6, đại diện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương cho biết, đang tập trung truy tìm đối tượng liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại thành phố Chí Linh. Cụ thể, cơ quan cảnh sát điều tra xác định Dương Đình Luyện, sinh năm 1985, trú tại khu dân cư Mật Sơn, phường Chí Minh, thành phố Chí Linh, là nghi phạm trong vụ án sát hại hai mẹ con vợ cũ ngày 23 tháng 6 tại khu dân cư Tường, phường Văn An, thành phố Chí Linh. Về đặc điểm nhận dạng, Luyện có nốt ruồi cách 3 cm trên trước mép phải. Khi bỏ trốn, Luyện mặc áo phông cộc tay có cổ màu xanh, quần bò màu xanh, đi xe máy hiệu SH màu trắng, biển kiểm soát 34B2-70686. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hải Dương thông báo, ai biết, phát hiện thông tin, đặc điểm đối tượng, phương tiện như trên, thì báo ngay đến Phòng Cảnh sát Hình sự, Công an tỉnh Hải Dương, gặp điều tra viên Nguyễn Đức Tuyên, số điện thoại 0902 039 386 hoặc điều tra viên Đinh Trung Kiên, số điện thoại 0902 034 555. Trước đó, khoảng 13 giờ 49 phút ngày 23 tháng 6, Dương Đình Luyện điều khiển xe ô tô bán tải màu xanh đến nhà bà Lê Thị Hát, 60 tuổi, trú tại khu dân cư Tường, phường Văn An, thành phố Chí Linh. Tại đây, Luyện dùng hung khí đâm bà Hát và chị Trần Thị N.A., 31 tuổi, vợ cũ của Luyện. Sau đó, Luyện điều khiển xe ô tô rời khỏi hiện trường. Hậu quả, bà Hát và chị N.A. bị thương tích, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Do vết thương quá nặng, khoảng 16 giờ 30 phút cùng ngày, bà Hát qua đời. Chị N.A. cũng không qua khỏi vào đêm cùng ngày. Các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với Công an thành phố Chí Linh khẩn trương tiến hành truy bắt nghi phạm Dương Đình Luyện, tiếp tục điều tra vụ án. Liên quan đến vụ ngôi chùa nổi tiếng ở thành phố Huế bốc cháy trong đêm, Đại đức Pháp Từ, đại diện chùa Thuyền Lâm, thành phố Huế cho biết vẫn đang làm việc với cơ quan chức năng sau vụ cháy và chưa thể thống kê thiệt hại cụ thể. Đại đức Pháp Từ khẳng định hiện nhà chùa chưa có bất cứ lời kêu gọi ủng hộ nào từ việc cháy chùa. Các thông tin kêu gọi hùn phước đang lan truyền trên mạng hiện nay là không chính xác, do kẻ xấu tạo nên với mục đích lừa đảo Phật tử và các nhà hảo tâm. Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi nắm được thông tin, Sở liên hệ trực tiếp đại diện chùa Thuyền Lâm và xác định không có việc kêu gọi ủng hộ sau vụ cháy. Đơn vị đang phối hợp với Công an tỉnh khẩn trương xác minh, làm rõ ai đăng tải những thông tin kêu gọi này. Trước đó khoảng 22 giờ tối 23 tháng 6, ngọn lửa bùng lên tại khu vực chính điện của chùa Thuyền Lâm. Ngay sau khi phát hiện vụ cháy, Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ Công an tỉnh và Công an thành phố Huế đã huy động 6 xe chuyên dụng khẩn trương đến hiện trường để dập tắt đám cháy. Đến khoảng 23 giờ cùng ngày, vụ cháy được dập tắt. Thông tin ban đầu, vụ cháy có thể do chập điện, tuy không thiệt hại về người, nhưng nhiều đồ gỗ bên trong chùa bị ngọn lửa thiêu rụi. Khu vực thiệt hại nặng nhất là chính điện của chùa, nơi có bàn thờ và nhiều vật dụng dễ cháy. Sau vụ cháy, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện bài đăng của tài khoản Chùa Thuyền Lâm, thành phố Huế, có nội dung kêu gọi các nhà hảo tâm trong và ngoài nước hỗ trợ kinh phí cho nhà chùa sau hỏa hoạn. Mức độ thiệt hại mà tài khoản mạng xã hội này đăng tải là khoảng 500 đến 600 triệu đồng. Cụ thể, trong bài đăng có đoạn viết: với tâm nguyện được hộ trì tam bảo, kính mong quý Phật tử, quý nhà hảo tâm gần xa phát tâm chút tịnh tài để phục hồi khu vực chánh điện thuộc khuôn viên chùa và các pho tượng bị hư hại ban đầu, diện tích khoảng 200 m2. Cuối bài đăng, tài khoản Facebook kể trên kêu gọi mọi người phát tâm cúng dường, hun phước tiền thông qua một tài khoản ngân hàng có tên là Đinh Đức Nam và tự xưng là sư tăng Thích Đức Nam đang tu tại chùa này để phục hồi ngôi chánh điện bị cháy. Từ chiều và đêm ngày hôm nay 26 tháng 6, mưa lớn ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có khả năng giảm dần. Trung và Nam Trung Bộ, chiều và tối hôm nay và ngày mai sẽ có mưa rào và dông rải rác. Khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to, dự báo tác động của mưa lớn, đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu vực trũng thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn, gây ngập úng tại các khu đô thị. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1. Ông Vũ Anh Tuấn, Phó trưởng phòng dự báo thời tiết, Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã đưa ra những nhận định về đợt mưa lớn diện rộng ở miền Bắc và cảnh báo nguy cơ ngập lụt nhiều nơi. Ngoài ra, rãnh áp thấp đi qua Bắc Bộ và quá trình của một áp cao nhiệt đới cũng như khối không khí biển di chuyển vào cung cấp ẩm cho các tỉnh khu vực Bắc Bộ. Do vậy, hội tụ dàn trải trên cả Bắc Bộ sẽ có điểm hội tụ mạnh và gây ra mưa cục bộ như trên. Cũng theo nhận định của cơ quan khí tượng, mưa lớn có thể tập trung đặc biệt ở các tỉnh Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hòa Bình và một số điểm ở Đông Bắc Bộ với lượng mưa trên 200 mm. Ông Tuấn thông tin mưa cục bộ xảy ra trong thời gian ngắn thường đi kèm rất nhiều hiện tượng thiên tai khác như lũ quét, sạt lở đất, lũ ống, ngập úng ở các khu đô thị. Đợt mưa lớn này tương tự như đợt mưa đầu tháng 6 năm 2024, tổng lượng mưa phổ biến cũng xảy ra tương đương. Lượng mưa lớn sẽ tập trung nhiều vào nửa đêm và sáng, do vậy gây khó khăn cho công tác phòng chống. Với các tỉnh Bắc Bộ, khoảng tháng 7 đến tháng 8, mưa ở mức xấp xỉ trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tuy nhiên, tháng 9, 10 và đầu tháng 11 lượng mưa ở Bắc Bộ sẽ tăng lên 10 đến 30%. Đối với các tỉnh Trung Bộ, từ tháng 7 đến tháng 9 năm 2024, lượng mưa cũng tăng hơn so với cùng thời kỳ khoảng 10 đến 20%. Tháng 10, tháng 11, thậm chí đầu tháng 12, mưa ở Trung Bộ tăng 20 đến 40%. Ông Tuấn nhận định mưa sẽ dồn dập vào cuối năm và nguy cơ xảy ra ngập úng kéo dài, lũ lụt trên diện rộng, lũ quét, sạt lở đất là tương đối lớn đối với các tỉnh Trung Bộ. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29 tháng 6, trong đó 2 ngày thi chính là ngày 27, 28 tháng 6. Thời tiết diễn biến mưa rông và nắng nóng xen kẽ, đề phòng khả năng mưa bất chợt gây ngập úng cục bộ. Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Quốc gia, thời tiết những ngày diễn ra kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2024, kỳ thi lớn nhất mỗi năm như sau. Các chuyên gia khí tượng dự báo nhiều khu vực trên cả nước có mưa rông vào ngày đầu tiên của kỳ thi, ảnh hưởng đến việc đi lại của các sĩ tử. Ngày 26 tháng 4, thời tiết Bắc Bộ sáng có mưa rào và rông, sau giảm mưa, nhiệt độ từ 26 đến 30 độ, chiều trời nắng gián đoạn, thời tiết mát mẻ, chiều và tối có khả năng có mưa rông, xác suất mưa rông 55 đến 65%, nhiệt độ từ 30 đến 33 độ C. Tại Hà Nội, sáng có lúc có mưa, sau không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, chiều trời nắng gián đoạn, chiều tối có khả năng có mưa rông, xác suất mưa rông 60%, nhiệt độ từ 31 đến 33 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, không mưa, trời nắng, nhiệt độ 25 đến 32 độ, chiều trời nắng, có khả năng có mưa rông về chiều tối, xác suất mưa rông 70 đến 80%, nhiệt độ 31 đến 33 độ. Ngày 27 tháng 6, thời tiết Bắc Bộ sáng trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, chiều trời nắng, có nơi có nắng nóng, nhiệt độ từ 33 đến 35 độ, có nơi trên 35 độ. Tại Hà Nội, sáng trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, chiều trời nắng oi, nhiệt độ từ 33 đến 35 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng không mưa, trời nắng, nhiệt độ từ 25 đến 32 độ, chiều trời nắng, có khả năng có mưa rông về chiều tối, xác suất mưa rông 65 đến 80%, nhiệt độ từ 32 đến 34 độ. Ngày 28 tháng 6, thời tiết Bắc Bộ sáng trời nắng, riêng khu vực Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai có mưa rào nhẹ, sau trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, chiều trời nắng nóng, nhiệt độ từ 33 đến 36 độ, có nơi cao hơn. Tại Hà Nội, sáng trời nắng, nhiệt độ từ 27 đến 33 độ, chiều trời nắng nóng, nhiệt độ từ 34 đến 36 độ. Tại thành phố Hồ Chí Minh, sáng không mưa, trời nắng, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, chiều trời nắng, có khả năng có mưa rông về chiều tối, xác suất mưa rông 65 đến 80%, nhiệt độ từ 32 đến 34 độ.